Còn sự kiện nào lý tưởng hơn cho một nhà làm phim của Hollywood hơn chiến tranh Việt Nam? Một cuộc chiến đầy tranh cãi đã đem đến những hậu quả nghiêm trọng cho gần như tất cả những người tham gia. Từ sau năm 1975, khi cuộc chiến dài gần 20 năm này kết thúc, Hollywood đã sản sinh ra không biết bao nhiêu tác phẩm về đề tài này để đem đến cho người xem một cái nhìn rõ nét về trải nghiệm của những người lính cả trong và sau chiến tranh để từ đó khai thác sâu bản chất của loài người và lên án những thế lực đã đẩy những người lính vào một cuộc chiến phi lý để buộc họ phải bộc lộ tất cả những bản chất đó tất nhiên đây là một đề tài khó có được sự khách quan khi nó vẫn còn gây tranh cãi đến thời điểm hiện tại và khi hầu hết những phim được làm ra đều đến từ nước mỹ là đất nước đã trực tiếp tham gia trận chiến này đa số những phim này không thể thiếu được những hình ảnh tiêu cực về người việt nam thường thấy nhất là của những người lính giải phóng lén lút và những cô gái việt trèo kéo bộ đội mỹ nhưng có phải phim nào cũng có sự thiên vị rõ rệt đến như vậy trong video này, Giang muốn cùng các bạn tìm câu trả lời cho câu hỏi này qua năm bộ phim được cho là xuất sắc nhất của Hollywood về đề tài chiến tranh Việt Nam. Tôi sẽ bắt đầu video với phim được giới phê bình Mỹ đánh giá là một trong những phim hay nhất của thể loại này, đó là The Deer Hunter. Nhận được những lời tung hô từ rất nhiều nhà phê bình phim, giành cả giải Oscar cho phim hay nhất của năm 1978 và được nhận xét là phim đầu tiên khắc họa được chân thực sự tàn khốc của cuộc chiến tranh tại Đông Nam Á. Nhưng The Deer Hunter lại là phim gây tranh cãi nhất từ trước đến nay vì cách mà phim khắc họa những người lính Việt Nam. Nếu chỉ xét về mặt kỹ thuật, không thể phủ nhận The Deer Hunter là một bộ phim xuất sắc. Tiếng đầu tiên của phim, với không một chút bạo lực nào và một đám cưới dài không kém gì đám cưới của con gái ông trùm trong The Godfather, là một tiếng đỉnh cao về việc giới thiệu và thiết lập các nhân vật. Nó giúp chúng ta hiểu rõ về văn hóa của cộng đồng người Mỹ gốc Nga, về tình cảnh, tính cách của mỗi người và cả mối quan hệ giữa từng người trong cộng đồng này. Sự kể chuyện tài tình này giúp cho hồi sau của phim khi ba người bạn thân là Michael, Nick và Steven được đưa sang Việt Nam và bắt đầu chứng kiến những sự tan bạo trên chiến trường có được hiệu quả vượt ngoài sự tưởng tượng. Bị buộc phải trở thành những kẻ sát nhân, chỉ trong tích tắc nữa là bò mạng khi bị giam giữ bởi lính của quân giải phóng và còn bị đối xử một cách đầy kỳ thị bởi chính đất nước mà mình đã cống hiến cả mạng sống chỉ vì mang tên có gốc Nga, thì Michael, Nick và Steven đến khi quân Mỹ bắt đầu rút lui khỏi Việt Nam đều đã trở thành những con người khác. Tuy nhiên, mặc một kịch bản tai tình và diễn xuất tuyệt vời từ các diễn viên, đặc biệt là từ Robert De Niro và Christopher Walken. Thật khó có thể ca ngợi The Deer Hunter khi những phân cảnh tại Việt Nam lại sai sự thật một cách trắng trợn. Trong cảnh đầu tiên tại Việt Nam, chúng ta thấy lính của quân giải phóng tàn sát đồng bào của chính mình và sau khi bắt giữ được một số người lính Mỹ đã ép họ chơi Russian Roulette, một trò chơi buộc người tham gia phải tự bắn chính mình bằng một khẩu súng chưa nạp đầy đạn. Đây là một cảnh có thể nói là hoàn toàn dối trá khi thứ nhất không có tài liệu nào ghi lại về việc lính giải phóng chơi Russian Roulette và thứ hai, nó vẽ lên một bức tranh xấu xí, sai sự thật về chiến tranh Việt Nam, với lính Mỹ là những nạn nhân, còn lính giải phóng là những kẻ tra tấn, vui cười hả hê khi thấy nạn nhân của mình chịu đau đớn. Đến khi những cảnh chiến đấu kết thúc và những nhân vật chính xuất hiện ở thành phố Sài Gòn, chúng ta thấy rằng Russian Roulette không chỉ là thú vui của người Việt trên chiến trường. Đạo diễn Michael Cimino, người đã sửa kịch bản ban đầu của phim từ một câu chuyện về sự tan phá của thói quen cờ bạc đỏ đen, thành phim về chiến tranh Việt Nam đã giải thích rằng Trò chơi Russian Roulette thực chất chỉ được sử dụng như một phép ẩn dụ về tính chất may rủi khi một người lính ở trên chiến trường để thể hiện rằng đó là một trải nghiệm đầy rủi ro nhưng lại cực kỳ hấp dẫn và gây nghiện. Nhưng phép ẩn dụ này dù rất hiệu quả về thông điệp mà nó muốn truyền đạt thì có thực sự là một phép ẩn dụ hay khi nó bêu dếu cả một dân tộc một cách hoàn toàn bịa đặt khi nó thể hiện rằng người dân Việt Nam là những người phân biệt chủng tộc, ưa sự tàn bạo và đích thị là những kẻ xấu trong một cuộc chiến tranh phức tạp. Không khó hiểu khi ngay tại Mỹ, The Deer Hunter đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Apocalypse Now ra sau The Deer Hunter một năm và giống như The Deer Hunter thì ban đầu nó không phải là một câu chuyện về chiến tranh Việt Nam. Từ đạo diễn Francis Ford Coppola bắt tay vào làm ngay sau The Godfather phần 2, Apocalypse Now là bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Heart of Darkness của nhà văn Joseph Conrad. Tiểu thuyết kể về cuộc hành trình của một nhà du hành tên là Charles Marlowe trên con sông Congo ở trung tâm của châu Phi để tìm một nhân vật bí ẩn là nhà buôn ngà voi Kurtz. Và qua cuộc hành trình đầy gian nan này, tác giả Joseph Conrad lên án sự thuộc địa hóa châu Phi của các nước châu Âu về những sự tàn ác mà người dân châu Phi phải hứng chịu chỉ để những người thực dân có được vinh hoa phú quý. Apocalypse Now là một câu chuyện tương tự, nhưng không phải về sự bành trướng của thực dân Pháp ở châu Phi mà là của nước Mỹ ở Việt Nam. Nhân vật chính của Apocalypse Now là đội trưởng Willard, một người lính kinh nghiệm và anh được giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là lãnh đạo một tiểu đội đi thủ tiêu Kurtz, người đã từng là một thượng tá cực kỳ tài năng của quân đội Mỹ, do theo như lời của cấp trên Willard, vị thượng tá này đã hòa điên. Việc Kurtz, một con người xuất chúng, một vị tướng hiệu quả bậc nhất, đánh đâu thắng đấy, bị mất kiểm soát đến mức bị khai trừ bởi quân đội Mỹ là một điều gây tò mò rất lớn cho Willard, nên đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một hành trình khám phá bản thân. Và Willard đã hoàn thành cả hai. Đi sâu vào trong rừng, Willard như được đi lại cuộc hành trình của Kurtz, được chứng kiến những điều kinh hoàng được đem đến bởi một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Và đến khi gặp được Kurtz thì tất cả những gì anh đã từng biết về chính con người mình đã thay đổi hoàn toàn. Đọc xong kịch bản của Coppola, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã từ chối hỗ trợ đoàn làm phim ở bất cứ hình thức nào. Tuy được bắt đầu làm từ trước cả The Deer Hunter, Apocalypse Now có một bức tranh về chiến tranh Việt Nam tiến bộ hơn rõ rệt khi không chỉ còn coi lính Mỹ là những nạn nhân. Điều này được thể hiện ngay khi Willard bắt đầu nhiệm vụ của mình khi anh gặp trung tá Kilgore. Cách mà Kilgore chơi bản nhạc Ride of the Valkyries khi tàn sát người dân Việt Nam, không quan tâm tới bom đạn xung quanh mà chỉ tập trung tìm kiếm một vị trí lý tưởng để lướt sóng và cả khuôn mặt đầy thất vọng của ông khi biết rằng một ngày chiến tranh sẽ kết thúc. Kilgore chính là hiện thân của sự hống hách, ham chiến tranh và vô cảm của nước Mỹ. Tuy nhiên, do chỉ là mượn bối cảnh Việt Nam để gửi gắm một thông điệp sâu xa hơn về bản chất con người, nên phim không thể tránh được nhiều sai lầm, trong đó có những sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất, quân đội Mỹ mà chúng ta nhìn thấy trên phim hoạt động rất thiếu tổ chức, với từng nhóm nhỏ được giải ra khắp nơi. Cách bố trí tiền đồn của quân Mỹ và từng đợt đánh bom, tấn công đều được ghi lại là được tính toán rất kỹ lưỡng và rõ ràng. Thứ hai là cách phim khắc họa người Việt Nam. Đầu tiên là đoạn thoại được đánh giá là một trong những đoạn thoại hay nhất mọi thời đại khi Kurt kể lại về những điều kinh hoàng mà ông đã nhìn thấy quân giải phóng thực hiện. Ông kể rằng những người lính Việt đã chặt đứt tay những em bé được quân Mỹ tiêm vaccine. Tuy nhiên không có sách sử nào ghi lại hành động man dợ này. Thứ ba, do những người Việt trong phim được đóng bởi người Philippines, nên một số văn hóa đặc trưng của họ đã được nhập vào người Việt Nam như là việc giết trâu nước. Đây là một nghi lễ dùng để rửa hết những tội lỗi của loài người và nó diễn ra cùng lúc với cái chết của Kurtz dưới tay Willard, tượng trưng cho việc Willard giết chết đi phần đen tối nhất trong con người mình. Một phép ẩn dụ rất hay, tuy nhiên không nơi nào ở Việt Nam có truyền thống này. Được đạo diễn và viết kịch bản bởi Oliver Stone, người đã trực tiếp được trải nghiệm chiến tranh Việt Nam cũng dễ hiểu khi platoon được rất nhiều cựu chiến binh mỹ đánh giá là bộ phim diễn tả chân thực nhất trải nghiệm của người lính mỹ tại việt nam phim thể hiện được rõ nét sự đa dạng về con người trong quân đội mỹ khi chúng ta thấy những người lính đến từ khắp mọi miền của đất nước này ngoài ra phim cũng lên án chế độ quân dịch của mỹ lúc bấy giờ khi những người lính phải trực tiếp tham gia tham chiến đều thuộc những tầng lớp lao động trong khi những người có tiền và quan hệ như nhân vật chính thì hoàn toàn có thể tránh được việc bị đưa vào nguy hiểm trừ khi là do tình nguyện trước và có lẽ là sau cả platoon cũng chưa có phim nào đưa chúng ta đến gần chiến trường của cuộc chiến tranh này đến như vậy những người lính mỹ phải băng qua rừng rậm trắng chịt và trong khi phải chịu ngứa ngáy từ hàng vạn con côn trùng khát máu họ vẫn phải cảnh giác cao độ và không được cả chớp mắt khi những người lính của quân giải phóng có thể xuất hiện từ bất cứ đâu bất cứ lúc nào với không một sự khoan nhượng giống như apocalypse nào phim cũng lên án việc tham gia chiến tranh của nước mỹ và điều này được thể hiện rất sớm ở ngay trong lời thoại của các nhân vật. So long, Nhưng so với vị tiền bối của mình, Platoon để việc này lên một tầm cao mới. Những vụ thảm sát người dân Việt Nam một cách man dợ trên danh nghĩa chống lại quân giải phóng không phải là một truyền thuyết khi lịch sử đã ghi lại những sự kiện kinh hoàng như vụ thảm sát Mỹ Lai. Và nếu như trong Apocalypse Now, chúng ta được thấy những người dân Việt Nam bị giết chủ yếu bởi sự non nớt của một người lính trẻ thì trong Platoon, việc giết người không phải là một tai nạn. Tại một ngôi làng bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của quân giải phóng, nhân vật phản diện chính của phim là trung sĩ Robert Barnes giết chết một người phụ nữ Việt với không một chút do dự chỉ vì bà khiến hắn cảm thấy khó chịu. Họ đốt cháy cả ngôi làng với không một chứng cứ rõ ràng về sự hợp tác với quân địch và ép buộc những người phụ nữ vô tội phải thỏa mãn những nhu cầu đen tối của mình. Trong chiến tranh thì đây là một điều không thể tránh khỏi và qua những sự kiện như vụ thảm sát Mỹ Lai thì chúng ta cũng biết rằng không phải sự kiện nào cũng được đưa ra ánh sáng Platoon không ngại vạch trần sự sai trái này và lấy tình hình chính trị phức tạp tồn tại trong mỗi sư đoàn là một trong những chi tiết quan trọng nhất của câu chuyện. Dù phẫn nộ trước những hành động của đồng đội mình, thì một người lính sẽ không thể phơi bày chúng nếu không muốn gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng từ chính những người đồng đội của mình. Với một bức tranh về chiến tranh Việt Nam khắc nghiệt chưa từng thấy và những màn trình diễn tuyệt vời, đặc biệt là từ hai nhân vật sĩ quan của Tom Berenger và William Dafoe, Platoon thực sự xứng đáng với hai giải thưởng lớn bậc nhất tại lễ trao giải Oscar năm 1987 cho cả phim lẫn đạo diễn xuất sắc nhất. Một trong những lý do khiến cho Stanley Kubrick được nhiều người cho là đạo diễn vĩ đại nhất mọi thời đại đó là sự tinh thông của ông trong nhiều thể loại phim khác nhau. Ông làm ra được những phim được cho là thuộc hạng bậc nhất của từng thể loại như là The Killing, Paths of Glory, Lolita, Doctor Strangelove, 2001 A Space Odyssey, A Clockwork Orange và tất nhiên không thể quên được The Shining tâm nhìn và sự chú ý đến từng tiểu tiết trong mỗi khung hình kết hợp với việc ông hiếm khi trao những thông điệp đến tận tay khán giả mà muốn mỗi người xem tự đúc kết được ý nghĩa của phim thật thú vị khi biết rằng lựa chọn của ông cho một trong những bộ phim ở cuối sự nghiệp của mình là về đề tài chiến tranh Việt Nam được dựa trên tiểu thuyết The Short Timers của Gustav Hasford Full Metal Jacket là bộ phim kể về một nhóm những chàng trai trẻ người Mỹ được huấn luyện để tham gia chiến tranh tại Việt Nam và trải nghiệm của họ sau đó vào khoảng thời gian mà một trong những sự kiện gây chấn động nhất của cuộc chiến tranh này diễn ra đó là cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968. Nếu Apocalypse Now và Platoon lên án chiến tranh bằng cách cho chúng ta nhìn thấy những sự kiện xảy ra trực tiếp trên chiến trận, thì Full Metal Jacket thể hiện rằng sự điên rồ bắt đầu từ trước cả khi chúng ta nghe thấy tiếng súng đạn. Trong cảnh mở đầu, chúng ta được thấy những chàng trai trẻ đến từ khắp mọi miền của nước Mỹ với những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, và đến khi quá trình huấn luyện của họ bắt đầu thì chúng ta mới thấy rằng không phải ai sinh ra cũng để làm lính. Tuy nhiên, thì chính phủ Mỹ và trong phim là sĩ quan huấn luyện Hartman không hề quan tâm tới điều này. Trong phân cảnh huấn luyện diễn ra ở nửa đầu của phim, những chàng trai người Mỹ bị tước đi cái gọi là con người của họ và họ được huấn luyện không phải để trở thành những người lính mà là những cỗ máy giết người. Blood, blood, blood. Do do living, kill, kill, kill. Nhân vật có thể coi là nhân vật chính của phân đoạn này là binh nhất Lawrence là một nhân vật chúng ta thường thấy trong những phim hài một chàng mập vui tính, vụng vẻ và hậu đậu. Và cũng vì anh là một nhân vật thân thuộc với đa số người xem, nên quá trình biến hóa của anh, rồi cuối cùng là cảnh phim khi anh trở thành một sát nhân máu lạnh, để lại một dấu ấn rất lớn. Do Full Metal Jacket gần như được chia thành hai câu chuyện khác nhau, và do nửa đầu của phim quá ấn tượng, nên nhiều người xem cho rằng phim đã tuột dốc sau phần cảnh huấn luyện. Nhưng hồi hai không hề lép vế, mà chỉ có một khởi đầu chậm hơn mà thôi. Đầu tiên là phân cảnh ở thành phố Sài Gòn, khi những chàng trai vẫn còn một sự ngây thơ nhất định và chưa có một thái độ thực sự nghiêm túc về tình huống của họ hiện tại, thể hiện rõ nhất qua nhân vật Joker, người vẫn còn một cái nhìn rất đa nghi về chiến tranh. Women, so Lead hay dẫn ở đây, nghĩa là ngắm vào hướng mà đối tượng đang di chuyển tới. Người lính này giải thích rằng để bắn được phụ nữ và trẻ em thì không cần bắn quá xa về phía trước vì họ di chuyển chậm hơn đàn ông. Rất đen tối đúng không? Nhưng sau khi cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 xảy ra, đến Joker cũng buộc phải thay đổi. Joker và đồng đội cuối cùng cũng phải go in the shit, dịch ra đúng từng từ là đi vào đúng phân. Và sau một trong những phân cảnh chiến tranh căng thẳng nhất từng được đưa lên phim, khi một lính bắn tỉa của quân giải phóng lần lượt bắn hạ từng người, thì chính Joker cuối cùng cũng hoàn thành sự biến hóa của mình, trở thành một kẻ giết người với ánh mắt nhìn xa ngàn thước. Từ The Deer Hunter đến 9 năm sau là Full Metal Jacket những thước phim của Hollywood có sự tiến bộ cực kỳ rõ rệt về mức độ chân thực của chiến tranh Việt Nam. Mặc dù vậy, tất cả những gì người xem được nhìn thấy đều đến từ góc nhìn của những người lính Mỹ cho đến khi vào năm 2002, We Were Soldiers ra mắt. We Were Soldiers được dựa trên cuốn sách We Were Soldiers Once and Young được viết bởi hai người trong cuộc là tướng Hal Moore và nhà báo Joseph L. Galloway kể lại về trận quyết đấu Yadrang vào năm 1965 được coi là trận chiến lớn đầu tiên giữa quân Mỹ và quân đội nhân dân Việt Nam. Và theo lời của Galloway, là trận chiến đã thuyết phục Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng chiến thắng là một điều khả thi. Không còn những hình ảnh tiêu cực thường thấy ở những phim về chiến tranh Việt Nam trước đây như những cô gái Việt trèo kéo những người lính Mỹ và những người lính Việt lén lút. We Were Soldiers là phim đầu tiên của Hollywood cho chúng ta thấy chiến tranh Việt Nam từ góc nhìn của quân đội miền Bắc. Hôm nay, chúng ta đánh rất can đảm và táo bạo. Nhưng ngoài việc nhân tính hóa những người lính Việt Nam khi cho thấy rằng họ chiến đấu là để bảo vệ tổ quốc của mình và cũng có những người thương chờ đợi mình ở xa mặt trận thì We Were Soldiers đã gặp phải làn sóng chỉ trích không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Mỹ do xuyên tạc sự thật quá nhiều. Do được làm ra không lâu sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, kịch bản của phim đã được điều chỉnh theo khuynh hướng khuấy động tình yêu dân tộc của người dân Mỹ và từ đó đã xây dựng hình ảnh của tất cả những người lính Mỹ tham gia trận chiến Iadrang là những người yêu nước, tin vào Chúa Trời là những người chồng, người cha tốt buộc phải đặt cược mạng sống của mình để bảo vệ tổ quốc. Cho nên, so với Apocalypse Now, với Platoon và với Full Metal Jacket thì phim có tính chất kịch nhiều hơn khi các nhân vật, lời thoại và cốt truyện của phim đều được lãng mạn hóa. Tuy những cảnh chiến đấu trong phim rất chân thật và đẹp mắt, thì so với cuốn sách của Moore và Galloway, phim thay đổi rất nhiều chi tiết của cuộc chiến theo hướng đề cao nước Mỹ. Ví dụ như trận chiến này không hề có đợt phản công thắng lợi của quân Mỹ, và quân Mỹ thực chất đã phải chịu tổn thất nặng nề, chứ không hề là những người thắng cuộc như trên phim còn từ phía Việt Nam phim hứng chịu như lời chỉ trích khi vẫn có những hình ảnh quá tiêu cực về người lính Việt Nam. Trung tá Nguyễn Hữu An, người chỉ huy quân đội Nhân dân Việt Nam trong trận chiến này được cho là đã được khắc họa một cách quá tàn bạo khi dưng súng vào những người lính Pháp đã đầu hàng và khi được hỏi về việc bắt giữ tù binh đã trả lời một cách lạnh lùng. Chúng ta có bắt giữ tù binh không? Không. Giết sạch chúng. Để không cho chúng ta đi nữa. Tất nhiên chiến tranh không thể thiếu được sự đấm máu. Nhìn trong phim nếu một bên được khắc họa tích cực hẳn so với bên còn lại thì rõ ràng là nó thiếu sự trung thực. Tuy nhiên, phim cũng làm được một điều mà trước phim nào làm được trước đây, đó là thể hiện được sức mạnh của quân đội Việt Nam, rằng họ chiến đấu một cách thông minh và có tổ chức, chứ không chỉ là những người lính lén lút trong bụi cây như người dân Mỹ được biết. Chúng ta phải áp sát đến gần để cho pháo binh của chúng không sử dụng được. Qua năm phim vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng chiến tranh Việt Nam trong phim của Hollywood được khắc họa một cách đa chiều hơn theo thời gian, nhưng do bản chất gây tranh cãi của đề tài này, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được một bộ phim khách quan hoàn toàn về nó tuy nhiên nếu là fan điện ảnh và chưa xem phim nào trong năm phim trên thì tôi khuyên các bạn hãy bắt đầu ngay vì chúng đều là những tác phẩm kinh điển đã giúp tôi hiểu hơn rất nhiều về bản chất của chiến tranh nói chung và tuy về mặt lịch sử chúng đều ít nhiều chưa được chính xác nhưng chính sự thiếu chính xác đó đã thúc đẩy tớ tìm hiểu thêm ở bên ngoài và nhờ đó hiểu được kỹ hơn về chiến tranh việt nam và về hollywood còn nếu đã xem cả năm phim thì các bạn nghĩ sao và các bạn muốn tớ làm video tiếp theo về chủ đề gì hãy để lại comment nếu có góp ý và hãy đăng ký vào kênh để được xem tiếp những video tương tự nhé cảm ơn các bạn vì đã xem và hẹn gặp lại